Xin chào các bác nhé. Không biết được là chỗ các bác có lạnh không? Chỗ quê của em á thì rất là lạnh các bác ạ. Các bác cũng nhìn thấy rồi. Trời mưa với là kèm theo sương mù như thế này. Trời vô cùng là lạnh và buốt giá. Nên ngày hôm nay thì để có thể đi xa để tham các hoàn cảnh khó khăn á, đi vào bản á, thì rất là khó. Nên là San cũng sẽ tham một cái hoàn cảnh của một cái gia đình của cháu sánh mồ côi, hai anh em có anh trai là bị khờ á, và người mẹ giá thì hôm nay ở nhà, nên là San dẫn các bác đi vào thăm một chút xem là hoàn cảnh gia đình bây giờ sẵn đá như thế nào rồi, cũng như là có các bác cô chú muốn là giúp gia đình làm cái chuồng lợn á, thì muốn San đi khảo sát một chút xem là tình hình như thế nào, rồi là tính ra cụ thể cái chi phí ra sao để các cô chú, các bác sẽ đồng hành để giúp đỡ các bác ạ. Ở trên chỗ quê em này trời mưa nên là em phải che cái ô này, các bác thông cảm nhé. Đây là cái con đường mà đi vào nhà của cháu sánh mồ côi đây các bác. Đường rất là trơn, chủ yếu là đi bộ thôi. Thì hôm nay là thứ năm nên là chắc cháu đi học chưa về đâu. Ở trên này là thuộc bản Nhiều Sáng của xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ở phía đằng này là ngày trước là cái nhà cũ của gia đình đấy, các bác thấy chưa? Bây giờ vẫn vá lại bằng bạt, vẫn lập lại. Để cái gì thì lát nữa San sẽ hỏi xem gia đình. Bởi vì cũng khá lâu rồi á, San không có lên xem là gia đình bây giờ hoàn cảnh như thế nào. Cái đợt trước là các cô chú, các bác cũng ôi lên đè đằng trước này các bác này, giúp đỡ gia đình mua cả tét rồi làm nhà bếp nữa. Bà ơi, đây là cái tét các bác, cái tét nước ấy. Trước là các cô chú giúp đỡ, thấy gia đình là chưa có chuồng gà, nhưng cái chuồng gà nhỏ nhỏ này là mẹ của các cháu đi nhặt pro để tự làm lên thôi. Những con gà ở đây này. Bà ơi, bà ơi, hình như là không ai ở nhà. Đây, ngày trước thì các cô chú đã cùng với San cũng nhà đồng hành để giúp đỡ gia đình làm cái khăn bếp này. Ở cái ngôi nhà này thì chính quyền địa phương không biết được chỗ nào để hỗ trợ làm nữa các bác. Cửa thì không đóng, chỉ chốt ở ngoài thôi. Bà ơi, chắc bà đi đâu rồi, hoặc đi kiếm rau lận rồi. Em trai khờ chắc là đi đâu chơi rồi các bác ạ. Gia đình ngày trước vô cùng khó khăn nhé các bác nhé. Lúc đó mẹ của các cháu là bố của các cháu mất á, thì mẹ lại đi cải tạo, nên là gia đình nhà cửa vô cùng là gọi là lúc đấy nhà cửa chỉ ở tạm bợ thôi, về sau thì mới được hỗ trợ. Ngày trước là con lợn là nhốt ở đằng sau này, gia đình quê lại cái vị trí này để con lợn ấy, nhưng mà những cái con lợn nó hay đào ở bóng nhà, nên là gia đình đã chuyển đi chỗ khác rồi. Có nhiều các bác cũng muốn hỗ trợ làm giúp gia đình làm cái chuồng lợn, nhưng bây giờ không thấy ai ở nhà cả. Rồi San sẽ xuống ở phía dưới này xem là gia đình để con lợn ở chỗ nào nhé các bác. Chắc là có lẽ là gia đình, có thể là gia đình nhốt ở cái vị trí, à đúng rồi, nhốt ở đây. Nhìn cũng khá là tội nghiệp những cái con lợn. Ôi dồi ôi, cái này mà lúc đi nuôi lợn ấy, mưa như này chắc lúc nào ngã không biết. Chân cực luôn các bác. Em phải đi từ từ, nếu không thì ngã ra đây, lan ra đây thì
Mình đi kìa các bác kìa. Nhìn thấy những con lợn chưa? Bây giờ là hình như là mẹ của các cháu là lấy cây để quây xung quanh lại. Những cái con lợn ở đây cũng lúc trời mưa như này nhìn cũng rất là khổ, bởi vì là nước mưa còn hát vào nữa các bạn. Bên trong chỉ có tí tẹo là không bị ướt thôi. Có hiện tại giờ vẫn còn 5 con lợn. Một con lợn mẹ, hai một con lợn, 3 con lợn con với con lợn đực nữa. Đấy, có ngôi nhà là ngôi nhà cũ. Nếu mà thực sự mà xây thì chắc có lẽ là chỉ có xây chuồng lợn ở cái vị trí này thôi các bác ạ. Nhưng mà cũng không biết được có được không, bởi vì ngay dưới này là đường. Thì mỗi sợ là khi phân của con lợn ấy xuống ở dưới đường nữa. Ngày trước, cách đây vài tháng về trước, mẹ của mấy bé thì cũng đi cải tạo chưa về. Cứ lúc đó thì em trai chính là em Sánh phải đi tự kiếm tiền để đi học. Còn sau khi mẹ về, ôi dồi, những cái chỗ này khó lên quá. Sau khi mẹ về thì mẹ cũng đi kiếm vài con lợn để nuôi. Có thể là các bác theo dõi một số những video trước thì các bác sẽ biết về hoàn cảnh của gia đình cháu Sánh. Tuy nhiên hôm nay là đến đây không thấy gia đình ở nhà, không hỏi được cái việc gọi là làm chuồng lợn ra sao, cũng tiến hành như thế nào á. Có các bác cũng muốn giúp đỡ để phải tính ra chi phí như vừa nãy San đã nói với các bác á. Thì để hôm bữa khác thì San sẽ lên trên này để nói chuyện với gia đình nhé các bác nhé. Rồi mình ít nhất cũng phải tính toán ra chi tiết để các cô chú còn đồng hành để giúp đỡ nữa. Các bác, ngày hôm qua là San có lên trên này để xem chút gia đình, nhưng mà bà với các cháu không ở nhà ấy. Buổi sáng hôm nay San đi sớm để xem có ở nhà không. Chào ba. Thần chú ní. Đấy, bà có nói là em trai khờ ấy là dậy một phát là đi chơi luôn rồi. Trời thì rất là lạnh. Bây giờ mẹ mình ở nhà để nuôi lợn thôi. Ở bên này là cái đằng bếp xem nào. Bây giờ như thế nào? Chắc là nước cũng không có xuống ở đây. Ở đâu rồi? À mà thằng cú có thể thế mà kha tung vô là hai nơi nè. Thành xin ta sẽ tung vô là hết nhị chắn hết sẽ đeo nó tỏ hạ. Bà, các bác nhé, bà có chia sẻ rằng là cái chuồng lợn ấy lạnh với lại ướt nên con lợn cũng sắp chết rồi, nên là nói đến làm chuồng lợn thì bà rất là vui. Thì tuy nhiên thì chưa có bên này mọi người thợ chưa có rảnh để tính toán xem là chính xác là bao nhiêu. Ở đấy thì chắc là xây xung quanh cái chỗ nhà cũ thôi. Này dây xây quỳnh chứ từng nó peo hay vậy ạ? Xây quỳnh chứ. Xây này cho cháy yên tế đoàn xa bốn ai tại cơm chứ xây hỗn nộ đoàn xa phá. Nồng nền xa rất tụ, xây huynh cái nó phía. Có thờ nó đẹp xa nó, em thấy đẹp xa nó thang hả? Như tôi phản phú cơm chứ giáo bốn nó đi đai gì. Ở tụi bốn ai tệ, xây chân bốn tệ đẹp xa gì, ai tệ cơm chứ tốt tụ á. Ừ. Em đau là hãy em biên cái này phát cái tin phần đó, em cầu cơm vẫn đây không bảo vệ mặt đóng cơm ạ. Ừ. Ở xung quanh này thì khá là hẹp nên là không có chỗ để làm các bác ạ. Bây giờ bà một mình, em trai em Sánh thì đi họp rồi.
chưa về, hôm nay thứ sáu thì chắc chiều nay mới về. Còn em trai khờ á, cháu vào nhà vào bên này tí xem. Ba cái giường đấy các bác. Em trai khờ thì dậy phát là đi đâu rồi. Ngày trước các bác có cô chú hỗ trợ để mua cái ba chiếc giường ở đây. Thấy mấy mẹ con có ba bốn bao thóc. Cái thóc này là mọi người cho hay là mua? Ba. À. Đây năm bao thóc này là mọi người, cũng là mọi người đóng góp cho nhé các bác nhé. Mọi người trong bản đấy, mỗi người đóng góp một ít để được cái số gạo này để cho gia đình. Bà chặn những cái cây chuối này có ngô không bà? Có ngô nuôi lợn. Giờ là không có ngô à? Bà tôi bây giờ toàn nuôi chuối với cái gì đấy, xem bên trong nhà xem nấu cái gì nè. Đây bà đang nấu cái gì các bác? Đang nấu một ít. Nhưng bà nhặt cái ngô rơi. Cái ngô rơi rồi để nuôi mấy con lợn. Thì thực sự mà bà cũng tự một mình nhưng mà nuôi rất là nhiều lợn như này. Nếu mà giả sử như cá nhân bản thân mình ấy cũng thấy khá là vất đấy, không phải đơn giản đâu các bạn ạ, nuôi lợn. Nên bây giờ San sẽ đi cùng với bà xem một tí cái chỗ chuồng chuồng lợn xem là xây như thế nào. Bà thì nói tiếng phổ thông có hiểu nhưng mà bà cũng không biết nói như các bác. Hiểu nhưng mà lại không biết diễn đạt như thế nào cho đúng. Ừ. Ôi, lạch thật sự là các bạn. Quá lạch luôn. Mấy buổi sáng ngày hôm nay cực kỳ là buốt. Buốt kinh khủng. Cảm giác tai của mình tê hết rồi các bạn ạ. Đây chắc là cái này có nhốt được con lợn có ra ngoài không, chui ra ngoài không? Có không, vẫn chui ra ngoài đúng không bà? Có mà. Tưởng chiên này tao tưởng chiên. Bởi vì con lợn nó hay bới cái đất này ra này các bác. Nên là bây giờ chỗ kia ướt cực kỳ luôn. Nếu không thì bây giờ chỉ có là xây xung quanh thôi, xây xung quanh cái ngôi nhà cũ này. Sau đó là hạ những cái gỗ này thấp xuống, rồi là mua pro để lập bên trên. Chỉ có bằng cách đó. Và ở chỗ này cũng vận chuyển vật liệu thì cũng gần hơn. Chỉ có vị trí ở dưới này là đổ vật liệu thôi các bạn. Đấy. Đổ nền nữa. Nhưng mà làm ở đây sợ phân có xuống đường không nhỉ bà? Tùng gai gì đó treo dưới cái gì hảo? Mua tài sản chứ. Mua tài sản chứ bữa ăn lại là ra tụ như nè. Sao không mình tổ sơ in hát sinh dân nào? In hát sinh dân bê cho quá tải cho tải đi nên đi lui anh cho đón đi có tất nhiên bên lúc hát chẳng tải nó chẳng tải loại nó in hát mà lui cao chỗ
lui tu tới mãi mãi nha này nha lui hậu này che che lo tỏ cực chỉnh kia tận như mẹ gì nhá gần nha này tu tu còn để phần kia pang kia pang phải có kia khoai để này muốn tu nổ cho tới mãi nhưng phải đến nổ. Được rồi bà, thôi bà về đi làm đi. Các bác ạ, Sàn cũng chia sẻ với các bác một chút là khi bây giờ là bà là một mình nuôi hai con, là một một em trai đó là cháu Sánh, thì hiện hôm nay là bây giờ là đang học lớp 7 lớp 8, còn là anh trai của Sánh á là hơn 20 tuổi rồi ấy, nhưng mà vẫn như là ngốc á, nên là không có biết làm gì, chủ yếu là về ăn xong lại đi, ăn xong lại đi, cứ tương tự như vậy thôi, nên là rất là khó. Nên bà vừa nãy bà có chia sẻ đấy, quần áo của em trai cũng bị xé hết các bác ạ, nên là hôm nay hôm qua thì cũng đến không thấy gia đình ở nhà, nên là San đến đây để chia sẻ với các bác một chút, rồi San sẽ nhờ thợ tính toán chi tiết kia làm cái chuồng lợn như thế nào, rồi gửi cho các bác, các cô chú mạnh thường quân để các cô chú hỗ trợ để làm cái chuồng lợn bà nhé. Vâng, thế cháu về đây. Hôm qua đáng lẽ là mình cũng đến để gặm các em, đặc biệt là em trai ngốc á, thì sẽ chia sẻ với các bác, nhưng mà hoàn cảnh của gia đình á, thì bây giờ bà một mình, bà già rồi, 60 tuổi rồi, nhưng mà bà vẫn cố gắng để làm kinh tế, để nuôi các con, thì cái đó mình thấy là gia đình vô cùng là khó khăn, khi mà một gia đình chỉ có phụ thuộc vào lao động chính là một người phụ nữ lại là nhiều tuổi rồi như vậy á, thì chắc chắn là gia đình vô cùng là khó khăn. Cũng mong các bác, các cô chú đồng hành để giúp đỡ thêm cho gia đình có cái chuồng lợn để cho bà nuôi lợn, để làm kinh tế, để nuôi con ăn họp nhé các bác. Vấn đề mà như gạo, thóc thì mọi người dân bản á cũng đóng góp, bởi vì là mỗi người chục cân, như vừa nãy là mình chia sẻ với các bác đó, được 4 đến 5 bao thóc để cho gia đình ăn hết năm nay. Nghĩa là sang năm qua sang năm á thì mình sẽ tính tiếp, có thể là cũng sẽ mọi người sẽ cùng nhau để mỗi người đóng góp một chút, cũng có thể là gia đình sẽ nhờ mọi người giúp đỡ. Nên ngày hôm nay thì cũng tạm dừng video ngắn tại đây thôi. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chúc các bác luôn luôn thật nhiều sức khỏe và bình an.